Heno Henu xèo tất cả anh em nha, mình là LTL đây, đẹp trai mét số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh LTL Roblox tặng quà nha anh em ơi. Thì rất là nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao mình không đăng video trên hai kênh kia mà mình lại đăng video trên kênh này. Thì nói luôn cho anh em là hai kênh đấy mình lại bị YouTube đánh gậy cộng đồng anh em ơi. Đấy, nói chung là khá là buồn anh em ạ. Đấy, nói chung là vừa mất ạc thì bây giờ lại bị YouTube đánh gậy cộng đồng, không đăng được video bị cấm 7 ngày anh em ơi. Nên thực sự bây giờ mình phải đăng lên kênh này anh em ơi. Nói chung là buồn vãi đạn cơ anh em ạ. Đây thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ giải đen bằng cách là mình sẽ quyết định là tuy là cái tên kênh là LTL tặng quà thì hôm nay mình cũng sẽ tặng quà cho anh em luôn anh em ơi. Nên anh em là muốn nhận quà từ mình thì anh em đừng quên là like đăng ký kênh và xuống phần bình luận điểm danh anh em ơi. Thì hôm nay sẽ có 1.000 bạn điểm danh sớm nhất nhận được 500 Robux anh em ơi. Lên anh em điểm danh luôn đi. Nếu anh em không nhận được 500 Robux thì anh em có thể kiểu như vào quay các kiểu anh em ơi. Hiện tại vẫn còn đang ưu đãi Tết anh em ơi, vẫn chưa hết tháng 1 âm đâu anh em ạ. Nên anh em quay đi nhá. Tỷ lệ ra Robux vẫn khá là cao nha anh em ơi. Và anh em muốn nhận à có tộc V4 hay Kitsune thì anh em có thể xem cái video mình cũng ghi ở dưới phần bình luận luôn nha anh em ơi. Thì ok, nói chung hôm nay mình vẫn phải lên video cho anh em thôi anh em ạ. Rất là nhiều anh em bảo là đây là content câu like câu view diễn để gọi là tăng tương tác các kiểu, thì ok mình nói luôn cho anh em, mình không bao giờ lấy cái chuyện mà mình bị mất ạc ra để mình câu like câu view đâu. Thì anh em cũng biết thì bây giờ thì mất ạc không chơi được ạc thì làm sao thì câu like làm gì đúng không? Anh em ơi, đang ạc vip thì bây giờ lại phải chơi con ạc cái cùi hơn thì buồn như thế. Thì mình phải cố lên clip này để những anh em mà kiểu như có thể lấy được ạc giúp mình, anh em comment bên dưới đấy, mình sẽ nhờ anh em mà lấy được thì mình sẽ tặng cho anh em kiểu như là 2k robux chẳng hạn, hay là một con ạc của kit chẳng hạn anh em ơi. Đấy, nói chung là khá là buồn thôi anh em ạ. Đấy, nên là mình mới lên những clip như này, rất là nhiều anh em bảo mình câu like câu view thì thực sự mình quá buồn thôi anh em ơi. Và hôm nay đã có một bạn comment trên kênh của mình anh em ơi, thì đó chính là bạn Đại Gia Dubai anh em ạ. Đây cho anh em xem luôn. Đó, như thế thì bạn ấy comment là em có thể lấy được ạc giúp anh. Thì ok, bây giờ mình sẽ vào để xem là liệu bạn đấy sẽ lấy ạc bằng lấy ạc giúp mình bằng cách nào nha anh em ơi. Đấy, nói chung là hiện tại bây giờ đang bị gậy cộng đồng, bây giờ vẫn phải làm video cho anh em xem. Thì mong là anh em xem mình cuối bấm like nha anh em ơi. Và nha, không có Robux, anh em muốn nhận Robux free thì anh em xuống phần bình luận điểm danh nha anh em ơi. Đấy, mình đã ghi ở đấy rồi nhá. Ok, đây đây. Thính nhiên đấy anh em ơi, thính nhiên Đại Gia Dubai anh em ơi. Tên là Tiến Ogi 205 à? À đủ tên giống cái thanh niên đấy mình quên quen anh em ơi. Ok, mình sẽ nhắn là hello em nhá. Đấy, hello em. Em có phải người commenter trên YouTube hay không nha anh em ơi? Để xem có phải không nha anh em ơi, hay là đây là ai trên thế giới, hay là ở đâu vào thì mình cũng không biết anh em, nên mình vẫn phải hỏi lại cho chắc nha anh em ơi. Ở sao bạn này lại ứng ở đây nhỉ? Đứng ở trong này làm gì ta? Cũng đi ra nhỉ? Trời, hay là bạn AFK rồi nhỉ? Hello em. Ở trên rồi, bạn AFK rồi anh em ơi. Hello em, tôi Toàn. À đây, đây đây, bạn này hình như vừa đi đâu về hay đi vệ sinh gì anh em ơi. Đấy, không biết là liệu bạn này có giúp mình đấy được ạc hay không thì anh em cùng theo dõi nhanh anh em ơi. Đấy, để xem có phải là thanh niên này. Đúng rồi em, đây anh em thấy chưa? Đấy, mình sẽ hỏi là em liệu có lấy được ạc cho anh không? Đấy, mình sẽ hỏi thế cho chắc nhanh anh em ơi. Đấy, em đấy, liệu có lấy được ạc cho anh không? Ạc Roblox cho anh không? Đấy, cho anh không? Ok, để xem là bạn này trả lời như nào nha anh em ơi. Để xem là liệu nó lấy được ạc Roblox cho mình hay không nha anh em ơi. Lấy được tuyệt vời, mà không lấy được thì thực sự ra mình cũng được 100% thôi anh nhỉ. Ui, bạn này có vẻ là cũng khẳng định ghê đấy nhỉ. Ok, mình sẽ hỏi xem là sẽ bạn này lấy bằng cách nào nha anh em ơi. Em lấy ạc anh bằng cách nào? Ạc giúp anh bằng cách nào? Đấy, mình nhận thế nha anh em ơi. Giúp anh bằng cách nào? Ok, để xem bạn đã trả lời như nào nha anh em ơi. Mình bảo thêm nào. Ạc nó bảo mật lắm. Ạc nó bảo rồi, ạc nó bảo mật lắm, khó lấy lắm em. Đấy, mình sẽ nhắn thế cho bạn này biết nha anh em ơi. Xem là liệu bạn này lấy bằng cách nào. Bạn này Đại Gia Dubai thì mình nghĩ là tên như thế chắc là dùng tiền để chuộc cả anh em ơi. Mà mình nghĩ là dùng tiền cũng khó anh em, bởi vì nó có thiếu tiền đâu gì đấy. Em sẽ chuộc lại cho anh. Mình biết ngay là anh em ơi, kiểu gì nó cũng bảo là chuộc lại. Bây giờ mình sẽ nhắn là nó nhiều tiền lắm, nó không thiếu tiền đâu. Mình sẽ nhắn thế, nó không thiếu tiền đâu. Đấy, thiếu tiền đâu, lên anh sợ, lên anh sợ không được. Đấy, anh sợ em không chuộc được, hợp lý chứ anh em ơi. Đấy, mình sẽ bảo thế thôi anh em ơi. Đấy, không biết là liệu có được hay không thì anh em cùng theo dõi nha anh em ơi. Mình bảo nó không thiếu tiền đâu, lên sợ em không chuộc được. Không biết là liệu có chuộc được không đây. Nói chung căng, cái gì không mua được bằng tiền. À đủ, cái gì không mua được bằng tiền, đừng bảo là nó nhắn gì đấy. Đồ, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Hay, hợp lý, cũng hợp lý nhỉ. Ok, ok thì vậy giúp anh nhé, vậy giúp anh nhé. Anh nhé. Nên em sẽ chuộc được cho anh. Ok ok, thế nhiên có vẻ khá tự tin anh em ơi. Không biết là thế nhiên có bao nhiêu tiền anh em. Nhưng mà tên là Đại Gia Dubai mình nghĩ chắc là cũng giàu rồi anh em ơi. Anh em biết là huyền thoại của mấy anh đại gia bên Dubai thì mình biết là giàu như nào. Mình nghĩ là chắc thế nhiên cũng giàu rồi anh em ơi. Không biết có chuộc được cho mình hay không. Vậy giúp anh nhé, có cần Robux không? Có cần Robux không?
Đấy, mình sẽ hỏi thế nhưng mà mình nghĩ chắc là thanh niên đại gia thì cần gì robux mà anh em nhỉ? Gì đấy? Đợi em 5 phút à? À đùa, đợi thanh niên 5 phút à anh em ơi, không biết là bạn này có cần robux không? Cho anh cho mấy bạn trên kênh đi. Ok, thì bạn này quyết định là sẽ kiểu như là tặng cái số robux cho bạn ấy kiểu như là nhận được. Nếu như bạn ấy lấy acc cho mình thì tặng cho mấy bạn trên kênh. Thì ok, thì anh em là muốn nhận robux của bạn này thì anh em nhớ là bình luận bên dưới nha anh em ơi. Và anh em nhớ là comment chúc anh LTL sớm lấy được acc, hoặc là cảm ơn anh LTL và cảm ơn bạn là anh em ơi. Ok bạn bảo đợi em nhé đi. Ok, mình sẽ đợi bạn này 5 phút nha anh em ơi. Thì trong thời gian chờ đợi đấy thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ đi BBB nha anh em ơi. Đấy, đi BBB khoảng độ 1-2 giao mình nghĩ là chắc là bạn ấy sẽ lấy được giúp mình anh em, bạn ấy sẽ chuộc giúp mình ấy, bởi vì chuộc mình nghĩ chắc khoảng 3 phút là được thôi anh em ơi. Ok anh em cùng theo dõi nha, bây giờ mình sẽ đi BB nhá. Ok anh em ơi, thì mình đã chuyển ra server thằng khác rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi BB anh em ơi để xem server này có ai không. Mình như không có ai anh em ạ. Thôi bây giờ mình sẽ ra mình đánh quái để tí nữa mà có người ấy, thì bây giờ mình sẽ quyết mình sẽ gọi là đánh nói anh em ơi. Đấy, để đánh được thông thạo ba full 3 chiêu đấy anh em ạ. Đấy, cứ bình tĩnh anh em ơi, làm sao phải xoắn đúng anh em ơi. Ê! Ui! Cái giờ gì ấy? Ui! Nhà có thằng cắn nén mình kìa. À, thằng danh con này. Mày chơi cắn nén hả mày? Mày chơi cắn nén hả mày? Đứng im đấy. Ủa anh em mình combo kìa. Thằng này tí liệng kìa. Từ bây giờ mình chạy cái đã anh em ơi, nó đuổi mình kìa. Đấy anh em thấy chưa? Thằng L này mày đuổi ai đấy? Mày làm cái cờ gì đây? Adu. Căng. Biến hình ulti nhanh anh em ơi, biến ulti ngay đã. Đấy, giờ thằng này tới không chuyện mình rồi, không chạy được rồi, mình đã bật kit lên thì chạy bằng mắt à. Bật kit lên, ui nó tộc, bật tộc V4 à. 10 tộc V4 luôn, chấp 10 tộc V4 luôn. 10 tộc V4 luôn anh em ơi. Chạy đi. Thằng L này. Chạy bằng răng à. Một kill đầu tiên anh em ơi. Anh em thấy sức mạnh của Kitsulia chưa? Quá là mạnh rồi anh em ơi. Đấy, thằng kia bây giờ nó... mình nghĩ là nó còn dán, nó không dám giao anh em ạ. Đấy, mày thức tỉnh thì mình cũng thức tỉnh luôn anh em ơi. Rồi, thằng kia đâu rồi, không dám giao, thằng kia chắc là đang sợ. À, đây, nó ra đây rồi. Giờ đây. Mày ra đây. Ui, căng. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng Kitsulia để mình tiêu diệt nó nha anh em ơi. Đó, cứ bình tĩnh anh em ơi. Xuống đây mình chưa cần bật ulti nha anh em ơi. Chứ thằng này mình đánh có khi mình không cần bật ulti nữa anh ạ. Cái kỹ năng của thằng này quá loạn anh em ơi. Thằng này quá loạn. Ui, từ. Không đùa. Không loạn lắm đâu anh em ơi. Rồi, có khi là nó toang anh em ơi. Bây giờ mình bật ulti này nó chết này anh em ơi. À, ok, mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Đứng lại. Đứng ngay lại. Một chiêu cuối cùng. Yeah. Chạy em ấy. Nói chung là không có tuổi. Ok, mình sẽ giết nó thêm một dao nữa nhanh em ơi, rồi bắt đầu mình sẽ chuyển về server cũ ấy, anh em ơi, để xem là thanh niên đại gia Dubai kia lấy được acc giúp mình chưa nhá. Đây nó vẫn công lên này, thằng này nhiều nhỉ. Thằng này máu nhiều hơn máu lão anh em nhỉ. Đấy, thằng này máu nhiều hơn máu lão. Đâu rồi? Mình đánh nó chạy đâu rồi? À, chạy tận lên trên này anh em ơi. À, mình chạy nhanh đấy. Chạy đi đâu cho khỏe lắm. Chạy đi đâu? Mình làm cái quần què gì đây? Cái thằng L này mày làm cái quần què gì đây? Chơi luôn. Ui sao mình đánh nó không trúng nhỉ? Ủa? Có thằng này bật BB chưa anh nhỉ? À đây, bật rồi. Bật rồi, mình chắc là vừa xong mình tung chiều hơi ngu rồi. Mình sẽ biến hình nhờ, mình sẽ chơi với nó, chơi chay nhanh em ơi. Chơi chay với thằng này luôn. Úi dồi, mình đánh một combo những cái người anh em ạ. Anh em mình tung combo chuẩn không? Kết thúc. Ôi, không chết kìa. Không chết nhưng mà cũng phải chết mà thôi. Adu. Chạy nhanh thế nhỉ. Đứng lại, mình xuống đây. À, chạy á. Kết thúc. Quá hay cho vị trí của LTL. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ chuyển về server kia nha anh em ơi. Để xem là liệu thanh niên đấy có lấy được acc giúp mình chưa nha anh em ơi. Ok. Ok anh em ơi, thì mình vừa quay trở lại server cái thì thanh niên này đã ở trong server này rồi anh em ơi. Thì mình nghĩ khả năng cao bạn này đã lấy được acc giúp mình ở đây anh em ơi. Thì bên mình sẽ hỏi luôn nha anh em ơi. Đấy, em lấy được acc giúp anh chưa? Đấy, ok chưa anh em ơi. Để xem liệu bạn này lấy được chưa nha anh em ơi. Đấy, chúng ta cùng theo dõi nha anh em ơi.
Đấy, chính là bạn tiếng Orgy nha em ơi, 2005. Mấy bạn ấy lấy được giúp mình chưa đây? Đấy, em có hai tin buồn và vui. À đúng, bạn này có bảo có hai tin buồn và vui nha em ơi. Anh muốn nghe tin nào? Ok, tất nhiên là tin vui rồi. Tin vui đi em, tin vui đi. Tin vui, ui bạn này lại còn bảo là có hai tin buồn và vui cơ. Mấy tin buồn là gì đấy thì mình cứ nghe tin vui trước đi anh em nhỉ. Ok, để xem là gì nha anh em ơi. Rồi, chúng ta cùng theo dõi nha anh em ơi. Rồi, bạn này nhắn tin hơi lâu anh em ạ. Không biết là tin vui là gì đây. Nhưng mà không có cái vui nào hết. Thủ là sao? Là sao? Ủa? Buồn là nó không cho chuộc anh ạ. Biết ngay mà anh em ơi. Ok thôi không sao anh em ơi. Nói chung là bạn này dùng cả tiền để chuộc mà cũng không được. Thì bây giờ không biết là đây ạc bằng cách nào đây anh em ơi. Ôi, ở đây có anh em ở đây được ạc thì anh em comment bên dưới cho mình biết nha anh em ơi. Chứ bạn này thực sự là nếu mà anh em có tiền thì anh em đừng có comment. Bởi vì là đây thanh niên này là lại ra Dubai mà không chuộc được thì anh em biết là bây giờ làm gì có ai có thể chuộc được nữa. Bởi vì nó có thiếu tiền đâu. Sorry anh nha, em hết sức rồi, nó block em luôn. Ok ok, ok không sao em. Anh cảm ơn. Ok nha anh em ơi. Chắc là clip của mình đây là kết thúc rồi anh em ạ. Mình cứ nghĩ là lấy được ạc cơ anh em ơi, nhưng mà không. Buồn.